năm nào cũng vậy, bão lũ sạt lở dồn dập, tơi tả cả miền Trung trắng trợn. Nhưng mỗi lần chứng kiến cảnh đồng bào nơi khúc ruột tổ quốc phải hứng chịu thiên tai là lòng người lại khoảng thắt. Và cũng chính trong cái lạnh buốt da vào những ngày mưa giông ấy, điều ta cảm nhận rõ nhất là sự ấm nóng tình người và những trái tim quả cảm lận thầm hy sinh như câu chuyện đằng sau khoảnh khắc này. Do ảnh hưởng của mưa lũ sau bão Trà My, hai thôn Cát Trĩa của xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị vẫn đang bị cô lập, chia cắt do nước lũ, sạt lở đường. Ngành chức năng cho biết, hai thôn này có diện tích lúa nước khá lớn, lương thực trước mắt không thiếu, nhưng chia cắt khiến bà con gặp nhiều khó khăn trong buôn bán cuộc sống hàng ngày. Đường từ thôn Cát Trĩa ra quốc lộ 9 có nhiều điểm sạt lở, nhưng vẫn có thể đi xe máy băng qua. Tuy nhiên, ở các ngầm tràn và những điểm sạt lở bị đứt đường từ năm 2020, ngập sâu trong nước lũ. Tại các vị trí này, nhóm vượt lũ phải dùng gậy khiêng xe máy vượt qua dòng nước chảy xiết, sâu quá đầu gối. Nhóm của anh Hồ Văn Tình, trưởng thôn Cát, phải vượt qua 4-5 điểm nước xiết như vậy. Sau đó, anh Tình chạy xe máy ra gần quốc lộ 9 mới có sóng điện thoại gửi hình ảnh, thông tin về ban phòng chống thiên tai xã Hướng Sơn để có biện pháp mua lương thực, nhu yếu phẩm tiếp tế cho bà con. Đồng bào miền Trung là vậy, ai cũng hiểu thiên tai bão lụt nên không chủ quan, ai cũng chủ động lo liệu nên không còn lo lắng quá nhiều. Và cũng không ai muốn nói gì nhiều về bão giông vì không muốn mưa gió quần thảo mãi trong lòng. Vậy nên mỗi khi trời mưa lớn nước dâng, con suối A Păng ở huyện Đông Giang, Quảng Nam trở nên hung dữ, người dân lại chọn cách đưa con em mình đến lớp bằng cách đầy liều lĩnh và lo lắng. Cuối tháng 10, do ảnh hưởng của bão số 6 gây ra mưa lớn, nước từ thượng nguồn khiến dòng suối A Păng tại thôn Hơ Hồng, xã Sông Côn, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam trở nên cuồn cuộn. Người dân không còn lựa chọn nào khác, buộc phải lội qua dòng nước xiết để về nhà bất chấp nguy hiểm. Thôn Hơ Hồng có 15 hộ với 54 nhân khẩu, trong đó có 16 học sinh các cấp. Trước đây bà con tự làm cầu tạm bằng gỗ, nhưng mỗi mùa mưa đến, cầu lại bị cuốn trôi. Trong đợt mưa bão số 6 vừa qua, cây cầu cũng bị cuốn mất, buộc người dân phải lội suối. Những ngày mưa lớn, nước dâng cao, chảy xiết, thôn bị cô lập, phụ huynh đành phải cho con ở nhà. Có khi các cháu đi học về gặp nước suối chảy xiết, phải ở nhờ nhà bà con, đợi nước rút mới dám về. Trời bây giờ cũng ngớt mưa và nước rút dần, nhưng bão lòng giờ phút này mới nổi lên cuộn tràn. Sáng nay, 31 tháng 10, hai đứa trẻ song sinh 2 tuổi ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đang vui chơi thì không may bị đuối nước thương tâm khi mà khoảng sân trước nhà chỉ ngập sâu trên dưới 40cm. Trên địa bàn xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vừa xảy ra vụ đuối nước, nạn nhân là hai bé song sinh 2 tuổi. Khoảng 4 giờ sáng ngày 31 tháng 10, gia đình dậy dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả mưa lũ. Thời điểm này, nước trước sân ngập khoảng 40cm, vì người nhà không đóng cửa nên hai cháu nhỏ đi theo. Đến chừng 5 giờ, người thân phát hiện hai bé tử vong vì đuối nước tại khu vực trước sân nhà. Nhận tin báo, chính quyền đến động viên, hỗ trợ gia đình lo hậu sự. Khoảng sân nhỏ ngập chỉ khoảng 40cm, nhưng chừng ấy lại như bể dâu cuộc đời, nhấn chìm hai sinh mệnh, nhấn chìm một mái nhà hạnh phúc. Đó là tận cùng của đau thương mà bão lũ để lại. Trong những lúc khốn cùng, khi tổ quốc oằn mình chống chọi với thiên tai, thì ta lại càng cảm nhận chân thực câu nói, hai tiếng nhân dân là mệnh lệnh từ trái tim của những người chiến sĩ. Nghe tin báo có người dân bị bệnh cần cấp cứu, bộ đội biên phòng của tỉnh Quảng Bình liền có mặt, cổng bệnh nhân suốt 2 cây số dưới trời mưa lạnh để đến bệnh viện kịp thời. 20 giờ 30 phút tối qua 30 tháng 10, tổ công tác của đồn biên phòng Ngư Thủy thuộc bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình nhận được tin đề nghị hỗ trợ đưa một bệnh nhân lên tuyến trên cấp cứu của bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy. Thời điểm này, các tuyến đường quanh bệnh viện vẫn còn ngập nước nên tổ công tác đưa cano đến tiếp cận. Bệnh nhân là ông Đỗ Trọng Lực, 81 tuổi, trú thôn Xuân Giang, thị trấn Kiến Giang.
Tuy nhiên sau đó do nước lũ trên đường rút xuống khá nhanh, cano phải dừng lại ở vị trí cách điểm đậu xe cấp cứu trên quốc lộ 1. Vậy là các cán bộ chiến sĩ của tổ công tác biên phòng phải thay nhau cõng bệnh nhân đi bộ khoảng 2 cây số để lên xe đến bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới điều trị kịp thời. Sao trên mũ là đất trời Tổ quốc, sắc cờ trên vai sáng mãi một niềm tin. Cảm phục hình ảnh những cán bộ chiến sĩ từ những điều giản đơn nhất như thế đấy. Như chiếc bánh ăn dội giữa dòng nước, như tấm gỗ lắm lem bụt đất cũng thành chỗ ngã lưng. Rồi những đêm trắng ngâm mình trong buốt lạnh, tất cả vì bình an của nhân dân. Rất nhiều những hình ảnh, đoạn video ghi lại khúc ruột miền Trung của Tổ quốc trong những ngày bão lũ vừa qua, như khoảnh khắc này vậy. Giữa màn nước đục ngầu chảy xiết, những cán bộ chiến sĩ cứu hộ chạy xuồng phao đến cứu hai người, trong đó có một em nhỏ đến nơi an toàn. Bất chấp mực nước dâng cao đến nóc nhà, bất chấp cơn lũ dữ khiến cho chiếc xuồng chồng chành, những người lính ấy vẫn vững chãi là chỗ dựa cho nhân dân. Tại Quảng Bình, một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bão lũ, dù khó khăn, hiểm nguy và mưa vẫn không ngừng trút xuống, nhưng phía trước là đồng bào. Vì thế các anh vẫn dấn thân bằng nụ cười ấm áp để người dân nơi đây có thêm điểm tựa vượt qua tất cả. Là ngày hay đêm, là bất cứ nơi đâu, hễ dân cần là các anh có mặt. Đây là hình ảnh cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng Ngư Thủy, bộ đội biên phòng của tỉnh Quảng Bình, xuyên đêm thực hiện nhiệm vụ tiếp cận những nơi ngập sâu, nguy hiểm và giải cứu di dời người dân đến nơi an toàn. Hành động hết mình vì nhân dân của bộ đội làm ấm lòng bà con vùng lũ. Đây là trận lũ lớn thứ hai trong vòng 4 năm qua trên địa bàn của tỉnh Quảng Bình. Sau trận lũ cũng vào tháng 10 năm 2020, năm đó toàn bộ vùng đồng bằng huyện Quảng Bình, Quảng Ninh, Lệ Thủy bị ngập từ 2 đến 4 mét kéo dài hơn 10 ngày, làm 25 người chết, thiệt hại kinh tế 3.500 tỷ đồng. Giờ đây những mái nhà lại chới giới vì nước dâng từ 1 đến 2 mét. Tại một số bản làng ở xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, lũ chia cắt nên chính quyền, lực lượng công an tìm đủ mọi cách để tiếp tế lương thực cho người dân. Trong 2 ngày mưa lớn, nước ở các con sông suối lên nhanh. Có 11 hộ dân ở bản khe giữa bị cô lập hoàn toàn. Vậy là bộ đội công an sử dụng dây rồng rọc bắn sang bờ bên kia rồi chuyển mì tôm, lương khô tạm thời cho vùng bị chia cắt. Lực lượng chức năng còn hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, vật nuôi để chạy lũ. Đêm 27 tháng 10, khi nhận được tin lũ lên nhanh, hàng chục hộ dân ở xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị bị cô lập. Các cán bộ chiến sĩ, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng công an tiếp cận triển khai phương án cứu hộ. Hơn 20 người già trẻ nhỏ được các anh đưa về nơi tránh trú an toàn. Và khi lũ rút rồi thì cũng chính các anh dọn dẹp vệ sinh nhà cửa giúp cho bà con sớm ổn định lại cuộc sống.